chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhược Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhược Quỳnh lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bình, được trường tồn. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tâm đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phụ Gotama. Nam mô Bích Hà Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Hà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con thành kính đảnh lễ đại đức vị Tịnh Đạt cùng chư tôn đức vừa quang lâm vào đạo tràng. Nhục Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhục Bình kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ. Nhục Bình kính chào Pháp Duyên, mến chào Sức Trần Cũng, mến chào Châu Phan lần thứ hai, mến chào Thi An Lạc, kính chào anh chị Phan Quang Liên, kính chào Gia Nhân Răng Rụng, mến chào Sức Thành Kiểm, mến chào Nguyên Trần, mến chào Thi Na, mến chào Cẩm Vân. Và một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Nhục Bình kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn Châu Phan, cảm ơn Cẩm Vân. Dạ, bây giờ thì còn sớm 4 phút. Dạ, hôm nay con kính bạch quý ngài, kính thưa đạo tràng. Hôm nay con tụng kinh Thế Huynh Quách Thanh Á, nên con quên mất giờ quyết canh bao nhiêu cho đúng. Nên con đã cung thỉnh quý ngài sớm cho giới, và giờ cũng còn sớm luôn. Dạ, nên con xin sám hối đạo tràng. Dạ, lâu quá không có tụng kinh trở lại nên con không có nhớ là bao nhiêu phút để thỉnh quý ngài truyền cho quy giới nó vừa tầm. Dạ, bây giờ thì còn sớm mấy phút nhưng con thấy có đại đức Tịnh Đạt vào rồi. Và cung kính bà sư lúc nãy Rạng Đông cũng cho con biết một tín hiệu là câu duyên sự số mười ba mười bốn cùng duyên sự mà trong linh viết không có hết. Dạ, con chẳng trong nó không biết để Đức Tịnh Đạt có biết việc này không. Kêu con bằng báo với sư nhưng mà con không kịp báo. Nghe mà tới giờ tụng kinh sư hoan hỷ cho con, sư coi lại thử mà sư con chưa có kịp coi ạ. Dạ, bây giờ thì theo sư cho con biết là hôm nay đạo tràng chúng con sẽ ôm được ôn bài từ câu 7 tới câu 15. Dạ, trước khi chúng con thỉnh sư lên, thầy con xin kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt điều họp chương trình ôn bài ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga wa tô a ra ha tô sam ma sam bu da ha sa. Nam mô ta sa pha ga wa tô a ra ha tô sam ma sam bu da ha sa. Nam mô ta sa pha ga wa tô a ra ha tô sam ma sam bu da ha sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Hàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử năm thầy thinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn.
Một lòng chăng thôi không mòn à, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập a đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Hai giá và đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính thỉnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để điều hợp chương trình ông học ôn bài ngày hôm nay. Dạ sư, có nghe được âm thanh con không? Bạch sư, sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ Nam Mô Bích Hai giá. Dạ đại đức Tịnh Đạt, có nghe được âm thanh con không ạ? Cho con xin một tín hiệu bạch sư. Dạ đạo tràng còn nghe được âm thanh nhục bình không quý vị? Dạ cảm ơn thằng Đông. Dạ một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt ạ. Dạ đây tại Nhật Bình không được ổn chút thôi thì Thượng Phụng. Cảm ơn Thượng Phụng nha, cảm ơn Châu Phan. Dạ vì chắc là sư chưa có trở lại máy. Dạ trong khi chờ đợi sư trở lại máy cho con một tín hiệu, con xin chào quý vị vừa vào đạo tràng. Dạ kính chào người phương Nam, kính chào Bảo Khanh. À, kính chào xin ngồi nghe vừa vào đạo tràng. Và một lần nữa con cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt. Mến chào Trần Phúc. Sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Sư cho con xin một tín hiệu bạch sư. Giờ làm sao đây? Làm sao đây đi quý vị? Sư không nghe được. Rạng Đông ơi, chát lên vài chữ coi sư có thấy không Rạng Đông. Ô đại sư tí, dạ đại sư tí thì bây giờ, dạ con thi ân sư, dạ Nam Mô Bích Hai dạ, phải con biết vậy phải chơi sư cho con hay sớm chút xíu vậy con, thỉnh pháp sư dài dài một chút, dạ bây giờ thì lỡ rồi, bây giờ thôi con xin đọc một bài, dạ rồi, dạ con thi ân sư, dạ bây giờ một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để điều hợp chương trình học ngày hôm nay. Và Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi ôn bài được vui tiến hóa. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ được, dạ kính mời cho khoan. Nam mô Bồ Đà Giá, Nam mô Nam Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Con là Châu ở Mỹ. À, con nhắc là chư tăng á, con nhắc này là con mong là chư tăng quan hỷ với đạo tràng quan hỷ để gần đến mùa dân y rồi, à, mùa vô hạ rồi. Chư tăng ở trong chùa, các chùa mà chư tăng có ở đó, có cần cái gì chút ít đó, thì nói trên room đó, tụi con, bản thân con thôi, con nói bản thân con có thể giúp được đó thì con sẽ giúp. Dạ, con cảm ơn chư tăng ở trong Việt Nam, ở bên Việt Nam nha. Dạ. Em bỏ mic xuống nha chị. Cảm ơn chị nhiều. Dạ, xà thủ với thiện ý của Châu Phan. Nhưng mà nhà bạch sư cho con mà chia sẻ cho Châu Phan chút xíu bạch sư. Dạ, rất là hoan hỷ với Châu Phan. Nhưng mà Châu Phan ơi, hiện tại thì Nhật Quỳnh thấy chùa ở Việt Nam lúc này rất là cần sự giúp đỡ của Phật tử cúng dường, nhưng mà khả năng Nhật Quỳnh thì không có, nhưng mà nếu mà Nhật Quỳnh cũng rất là băn khoăn, nhưng mà nếu Châu Phan có thiện ý như vậy và Châu Phan có điều kiện thì Nhật Quỳnh nên chia sẻ với Châu Phan một điều là Châu Phan cứ phát tâm đi.
Tại vì chùa nào bây giờ cũng rất là thiếu mà vật thực, tại vì mùa dịch ở Việt Nam đang đang mở rộng quá đi, nên những có hỏi thăm quý sư rồi thì coi như là Phật tử đâu có tới chùa được đâu, nên là chỗ nào cũng phải nói là chùa nào cũng rất cần, ví dụ như chùa Tứ Phương Tăng, chùa Ngọc Đạt, hay chùa Phước, hay chùa Viên Giác, chùa Siêu Lý Vĩnh Long, đại khái là chùa nào cũng rất là cần. Nên là Châu Khoan cứ phát tâm, mà địa chỉ thì Châu Khoan cũng đã biết rồi, còn nếu mà cần cái chỗ nào thì dạ biết tên địa chỉ. Thì Châu Khoan biết sao không, Nhật Quỳnh rất là khó gọi cho Châu Khoan, tại vì gọi Châu Khoan không có dùng cell phone, mà cái thứ hai mà BM ở trong trong manh thoát này cũng không được luôn. Không biết là cái nick của Châu Khoan như thế nào, Châu Khoan có thể BM cho Nhật Quỳnh được, nhưng mà nếu Nhật Quỳnh lúc đó bận không trả lời thì lúc khác Nhật Quỳnh BM lại là bên thoát nó cấm, nó không có cho nhắn qua, nên rất là khó khăn. Đâu Châu Khoan tìm thử cách hỏi giùm mấy người thân của Châu Khoan, mở giùm cái nick mà của Châu Khoan ra để đón nhận BM của mọi người, thì Nhật Quỳnh mới có thể, hoặc là Chiêu Tăng cũng có thể BM cho Châu Khoan được. Như vậy nha. Dạ bây giờ thì con đã lạm dụng thời gian. Dạ có lúc thì Châu Khoan mở thì Nhật Quỳnh bận lắm, không có thể nào mà nhắn BM được, nên là Châu Khoan có thể mở VM của Nhật Quỳnh thường xuyên đi, để ai có nhắn gì thì Nhật Quỳnh sẽ nhắn qua cho Phan nha, chứ không phải lúc nào Nhật Quỳnh cũng có thể VM cho Phan được. Cho Phan thông cảm cho Nhật Quỳnh. Dạ bây giờ một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt, con kính nhân minh đến sư ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Hôm nay lại nghe cái âm thanh nó không được không được tốt, không biết là do đường truyền ở bên Tịnh Đạt hay là do bên cô Nhật Quỳnh ạ. Quý vị có nghe rõ âm thanh không ạ? 1 2 3 4. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ con tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Dạ con, dạ cảm ơn quý vị. Vậy là mong rằng buổi ôn tập chúng ta sẽ không có bị trục trặc ở vấn đề gì hết. Trước khi đi vào cái buổi ôn tập cuối tuần thì có một cái lời phát biểu giống như là một lời thỉnh cầu của đại diện các Phật tử, các quý vị ở trong diễn đàn, đó là Phật tử Châu Phan Nam Tư có một cái lời thỉnh cầu Chư Tăng khi nào cần có cái giúp đỡ hậu độ vật dụng gì thì lớn là một cầu đó, khi có thông báo xin đại diện cũng như là đại diện cho các vì sinh hoạt ở trên đây cho lời xa thú đối với đại Phật Châu Phan. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cho học ôn tập cuối tuần. Dạ con kính lễ Chư Tăng và mến chào toàn thể quý vị, cung thỉnh Chư Tăng và quý vị chúng ta cùng thỉnh lễ một cách tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Sakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangkhang Namami.
Và một lần nữa con đảnh lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị. Phật tử Châu Phan có dạ đúng rồi, mình phải có cái địa chỉ, mình và mình cũng dường gửi đến các cái chùa đó, mình có cái địa chỉ. Hoặc là từ trước tới giờ thì cái vị nào có cái trách nhiệm ở trong diễn đàn chúng ta giữ cái mối liên lạc với lại các chùa thì chạy với cái đó để mà chúng ta liên lạc với các chùa để mà có cái sự cúng dường hợp thời. Cúng dường hợp thời thì phước báo sẽ trổ sanh hợp thời. Dạ. Do bây giờ lúc nãy tình đàn xin được tức là bởi vì trong cái phần tóm tắt duyên sự cho cái bài học ngày hôm nay có một phần bị thiếu, một phần bị thiếu, cho nên tình đạt cố gắng để mà ghi cho đầy đủ. Có chuyển đến cô Rạng Đông rồi, lúc một lát nữa thì cô Rạng Đông sẽ hỗ trợ giúp đưa cái phần bài học duyên sự đó lên cho diễn đàn chúng ta. Dạ. Kính thưa mọi người, thì hôm nay chúng ta sẽ ôn tập đến tiếp tục là phẩm thứ nhất, phẩm song yếu Yamaka Quốc Gá. Và câu lần trước thì chúng ta, tuần trước chúng ta ôn tập từ câu 1 đến câu 6 rồi, thì tuần này chúng ta sẽ ôn tập tiếp tục là từ câu 7 đến câu số 14, đúng không ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 chứ. 12. 12. Ồ. Câu 12, câu số 7 đến câu 12 đúng không ạ? Câu số 7 đến câu 15 lần hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Để tình đạt xem lại. Có thể là câu 10, câu 12 để câu số 7. Câu số 7 tích truyện số 6. 2, 3, 4. Và câu 13, 14, 15. Chúng ta còn 1, 2, 3, 4, 5. Và câu 1, 2, 3, 4. 4 tích truyện. 1, 2, 3, 4, 5 tích truyện. Dạ đúng rồi. Vậy là từ câu 7 đến câu 15 nha quý vị. Dạ, từ câu 7 đến câu 15. Từ câu 7 đến câu 15 là bao nhiêu câu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chúng ta có 9 câu. Chúng ta có 9 câu nhưng mà chỉ có 5 tích truyện mà thôi. Dạ. Phần còn lại thì chúng ta sẽ ôn tuần sau. Như vậy có nhiều không quý vị? Chúng ta có thể cắt bớt để mà ôn tập sau không? Mỗi một ngày, một tuần chúng ta ôn tập từng 5 đến 6 câu mà thôi. Dạ. Ôn tập 5 đến 6 câu thôi. Như vậy chúng ta ôn từ câu số 7 đến câu coi số 7, số 8, số 9, số 10, 11. 11, 12. Dạ, chúng ta ôn tập từ câu số 7 đến câu 12 là 4 tích truyện. Dạ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 câu. Dạ, như vậy đi. Dạ, chúng ta sẽ ôn tập từ câu số 7 đến câu số 12 là tổng cộng là 6 câu và có 4 tích truyện. Dạ. Thì bước đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập, cùng nhau đọc lại 6 câu kệ ngôn pháp cú này ở phẩm số 1. Sau đó thì mời các vị chúng ta giơ tay để mà chọn một câu đọc Pali, đọc tiếng Việt, rồi ngâm kệ cùng với phần duyên sự của câu ngôn đó. Nhà quý vị đã sẵn sàng chưa ạ?
Dạ. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu nha. Câu số 7, phẩm sông yếu Yamaka Wakka. Supanu basing viharantang indriyesu asang vutang pochanam hi jamatan yung kusitang hina viriyang we pasahati maro vato rukhang vadopalang supanu basing viharantang indriyesu asang vutang bhojanami jamatanyung kusinhina viriyang tangve pasahati maro vato rukhang vadopalang. Ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhát chẳng tinh cần, ma quy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhát chẳng tinh cần, ma quy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Câu số 8. Asupanobasingara indriyesu susang vutang bhojanam hi jamatang nhung sát thằng a ra ta vi ri yang tăng vê na pa sa ha ti ma ro va to se lăng va pa pa tăng a su pa no ba sing vi ha ran tăng in ri ye su su sang vu tăng po cha nam hi cha ma tăng nhung sát thằng a ra ta vi ri yang tăng vê na pa sa ha ti ma ro va to se lăng va pa pa tăng. Ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin tinh cần, mà không uy hiếp được như núi đá trước gió. Ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin tinh cần, mà không uy hiếp được như núi đá trước gió. Câu số 9. Anikasavo kasavang yo vathang baridahisati abeto damasacena naso kasava marahati. Anikasavo kasavang yo vathang baridahisati abeto damasacena naso kasava marahati. Ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời uế trược, không tự chế, không tịch, không xứng áo cà sa. Ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời uế trược, không tự chế, không thực, không xứng áo cà sa. Câu số 10. Yojavanta kasavasa silesu susamahito ubeto dhamma sacchena nas vekasama marahati. Yojavanta kasavasa silesu susamahito ubeto dhamma sacchena sa vekasava marahati. Ai rời khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thật xứng áo cà sa. Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thật xứng áo cà sa. Câu số 11. Asare saramatino sare cha saradasino te sarang nati gacchanti miccha sankappa gochara. Asare saramatino sare cha saradasino te sarang nati gacchanti miccha sankappa gochara. Không chân tưởng chân thật,
chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Không chân tưởng chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Câu số 12. Sarancha sarato nyato asarancha sarato te sarang ati gacchanti samma sankappa gochara. Sarancha sarato nyato asarancha asarato te sarang ati gacchanti samma sankappa gochara. Không chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chúng đạt được chân thật do chánh tư chánh hành. Chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chúng đạt được chân thật do chánh tư chánh hành. Sa thú, sa thú. Dạ, đó là phần tập thể 10, từ câu số 7 đến câu số 12 là gồm có sâu. Dạ, sa thú, sa thú. Và phần tiếp theo đó là mời các vị ở diễn đàn chúng ta cùng nhau xung phong đưa tay để mà tụng đọc lại những câu kệ ngôn của Đức Phật trong bộ kinh Pháp Cú Kinh. Và chúng ta lưu ý là chúng ta chỉ chọn một câu đọc Pali, phần Pali, phần tiếng Việt, và có thể kể phần kệ, ngâm kệ cho câu Pali, và đọc thêm cái phần tích truyện duyên sự tóm tắt để chúng ta có thể nhớ lại cái duyên sự của câu kệ ngôn pháp cú đó. Dạ, quý vị sẵn sàng thì chúng ta bắt đầu ạ. Xin Đạt xin được xuống mic. Xin mời vị nào xung phong trước tiên ạ. Xin thỉnh Đại Đức Tuệ Đức. Đại Đức Tuệ Đức có trước máy không? Đại Đức Tuệ Đức có trước máy. Xin thỉnh Đại Đức Tuệ Đức có thể cầm để mở đầu cho cái buổi ôn tập cuối tuần. Vị nào có Đại Đức Tuệ Đức không có không chắc không có nghe rồi. Dạ. Vị nào phong đầu tiên ạ? Dạ, cô Tuệ Duyên. Dạ, kính mời cô. Dạ, sa thú Lâm Thái. Kính chân Đại Đức Trình Đại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa minh hạnh Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ quý tôn nữ và thanh chào quý thiền nam tín nữ. Dạ, bây giờ tự nhiên xin đọc và kệ kinh Pháp Cú số 11. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Asare saramatino sare cha saradaksino te sarang na thikak chan timit cha sangkap pagochara. Ase asare sarama asare sama ino ave cha sara da sino te sa ran te sa ran na ti gap chan ti mit cha sang kap ba vo cha ra. Asare saramatino sare cha saradaksino te sarang natigacchanti miccha sankappaggochara. Không chân tưởng chân thật,
chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật tư tà hạnh. Câu này của Hòa bây giờ đọc Viên Sử Nam Đông. Dạ, cảm ơn Nam Đông. Tôn giả Sariputta là tôn giả và tôn giả Mokkhamlana bạch với Đức Phật rằng mình không thể được du sĩ Sanchaya, nguyên là thầy của mình khi còn tu tỳ, khi còn tu theo ngoại giáo về với Pháp, vì Sanchaya quá cố chấp với quan điểm của ông ta và còn nặng lòng với độ chúng. Nhân sự kiện này, Đức Phật thuyết hai kệ ngôn trên. Không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hành. Khổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, tự nhiên đã đọc bài xong. Và bây giờ đã thấy tín hiệu của Xích Rạng Đông. Dạ, kính mời chị. Sa thú cô tu nữ tự nhiên, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt. Cô tu nữ tự nhiên, con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn cô tu nữ tự nhiên cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin đọc câu số 10. Kính cảm ơn chị Nhật Quân đã post bài. Yo cha hoàn ta ca sa wat sa si le so so sa ma hi to u pe to da ma sam cha da ma sam che na sa we ca sa wa ma ra ha ti yo cha hoàn ta ca sa wat sa si le so so sa ma hi to u pe to đa ma sang che na sa we ca sa wa ma ra ha ti. Ai rời bỏ quế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thật xứng áo cà sa. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sau đây con xin đọc Duyên Sử Vắn Tắt. Một số cư sĩ cùng nhau hùng phước, cúng dường trai tăng. Trong buổi lễ có phát sanh một sắp giải cà sa quý giá. Nhóm cư sĩ này phần nhiều quen biết tỳ kheo Đề Hoa Đát Tá, Đề Bà Đạt Đa, nên họ đồng lòng dân cúng sắp giải ấy đến tỳ kheo ấy. Khi được giải, tỳ kheo Đề Hoa Đát Tá mai y và mặt đi tới đi lui, tỏ vẻ hãnh diện và thỏa thích. Nhiều người cư sĩ thấy chướng mắt, họ chê trách phê bình rằng y cà sa quý giá này, tỳ khu Đề Hoa Đát Tá mặt không xứng đáng. Lẽ ra nên dân cúng đến tôn giả Sariputta mới xứng. Câu chuyện này được trình đến Đức Phật. Ngài thuyết tiện tích của tỳ khu Đề Hoa Đát Tá cũng đã từng mặc y ca sa không thích hợp,
Sau đó Đức Phật thuyết lên hai kệ ngôn trên. Dạ, thưa hết. Dạ, xin mời bàn tay quý vị. Xin mời cô Cẩm nha. Thấy cô có chọn câu số 7. Kính mời cô. Nam mô Bụt Tha Giá. Trần Phụng ơi, không thấy Trần Phụng cầm mic cũng không thấy âm thanh. Dạ, cảm ơn Trạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Trần Phụng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có thể cầm mic được không? Cho một tín hiệu à. Vậy là Trần Phụng cũng không nghe được nên không cầm mic được. Dạ, vậy cho con không mất thời gian của đạo tràng. Con xin được chọn câu số 9. Kính mời quý vị chuẩn bị. Thina ơi, chuẩn bị. Thina ơi, mời Trần Đạo và mời Đạo Tràng. Dạ, con xin đọc câu số 9. Anit kasa vô kasa vang vô vát thăng ba di hạ da hít sát tí át bê tô da mát sát chê da na sô kasa va ma ra ha tí. Bây giờ Trần Phụng thử đưa tay có được không nha. Anit kasa vô kasa vang vô vát thăng Parida hit sati abeto Damasat je nanaso kasa Vamarahati. Ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời vế trượt, không tự chế, không thực, không xứng áo xà ta. Dạ, con tri ân sư. Dạ, cảm ơn. Dạ rồi, dạ con xin phép được cài. Anit ca sa vô ca sa văn vô qua thăng ba đi đa hê sa ti a bê tô đa ma sa chê na na sô ca sa và ma ra ha ti a ni ca sa vô ca sa quang vô quát thăng ba thì đa hi sa ti a bê tô đà ma sa chê na na sô ca sa và ma ra ha ti. Dạ, con xin được đọc phần nhà. Cảm ơn Trạng Đông. Duyên sự. Một số cư sĩ cùng nhau hùng hước cúng dường trai tăng trong buổi lễ phát sanh một sắp vải cà sa quý giá. Nhóm cư sĩ này phần nhiều quen biết tỳ khu Đề Quá Đách Tá, Đề Bà Đạt Đa, nên họ đồng lòng dâng cúng sắp vải ấy đến tỳ kheo ấy. Khi được vải, tỳ khu Đề Quá Đách Tá may y và mặc đi tới đi lui tỏ vẻ hạnh nguyện và thỏa thích. Nhiều người cư sĩ thấy chướng mắt, họ chê trách phê bình rằng
Y cà sa quý giá này, tỳ khu đê quá đắc tá, mà không xứng đáng. Tẻ ra nên dân cúng đến tôn giả Sariputta mới xứng. Câu chuyện này được trình đến Đức Phật, Ngài thuyết lên tiền tích của tỳ khu đê quá đắc tá, cũng đã từng mặc y cà sa không thích hợp. Sau đó Đức Phật thuyết hai kệ ngôn trên. Nam mô Bích Tha giá, dạ con chọn câu số 9 lý do ở mặc dù con chưa có được đắp y cà sa, nhưng mà con rất thích câu này. Lý do ở ngoài đời thường nói trời ơi Phật tử đó hả, Phật tử đó hả, nên con nhớ cái câu này. Nếu mình gọi là đệ tử của Đức Phật thì ít nhất mình phải giữ được cái hạnh của một người Phật tử. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá con thành kính đảnh lễ tri ân chư công đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, cảm ơn ơi, cảm ơn, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Hoặc Trần Khủng, hoặc Tòa Thích Trần Đạo. Dạ, mời cảm ơn nha. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Kha giá. Con kính ảnh lễ Đức Phật, con kính ảnh lễ giáo pháp, con kính ảnh lễ Đức Tăng, con kính ảnh lễ thường tọa minh hạnh để Đức Tịnh Đạt, để Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc câu số 7. Dạ. Suppa nu pat sin quý ha ran tăng in ri ye su á sầm bú tăng bồ chá nam hí á mát tăng nhâm cú si tăng hí ná quy rí dân tăng quê bá xá há tí ma rồ qua tô đúc khăn quá đúc ba lăng xúc ba nú bát xin quý há ran tăng in rí dê xú á sầm vú tăng bồ chá nam hí á mát tăng nhâm cú si tăng hi ná quy rí dân tăng quê bá xá hát tí ma rồ qua tô rút khăn quá đúc bá lăng xúc bà nú bát xim quý há ran tăng in rí dê số á sâm vú tăng bồ chá nam hí á mát tăng nhâm cú si tăng hi ná quỳ rí tăng quê bá xá há tí ma rồ qua tô rút khăn quá đúc bá lăng. Ai sống nhìn tịnh tướng không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhát chẳng tinh cần, ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Hai anh em Ca Lá xuất gia theo Phật, người anh chí tâm tu tập. Vị này thường đến Tha Ma mộ địa tu tập thiền quán. Ngày kia trong lúc quán niệm về một xác chết, tuệ giác bừng khởi, chứng quả vô sanh. Còn người em tuy khoác y vàng nhưng lòng chảnh mãn, không thiết gì đến việc học pháp và hành pháp. Rồi một lần tăng đoàn theo Phật về cố hương của hai huynh đệ Ca Lá, những người vợ cũ của vị sư đệ này bài kế níu kéo chồng trở về đời cư sĩ, và họ thành công. Những người vợ xưa của vị sư huynh thấy thế cũng bắt chước, họ sắp xếp mời thỉnh Phật và chư tăng về nhà
thọ trai, rồi xin cho vị tôn giả Ca Lá ở lại tụng kinh chúc phúc. Đức Phật hứa khả trong vụ, trong sự lo ngại của các tỳ khu khác. Khi những người vợ cũ quay quanh định lôi kéo tôn giả Ca Lá thì Ngài dùng thần thông bay lên hư không trở về tịnh xá. Đức Thế Tôn khi nói về việc này, Ngài dạy rằng một bậc tu trì như thế đối với sự chi phối trong đời giống như núi đá trước cuồng phong. Và Cấm Dân đã đọc bài xong. Mến mời bàn tay của Sít Trần Đạo. Dạ, cảm ơn chị Cấm Dân. Nam mô Bụt Thầy giả, Nam mô Thân Mai giả, Nam mô Sang Kha giả. Con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức tịnh đại cùng chư tôn đức tăng, kính lễ cô tu nữ tỷ viên, kính chào quý anh chị đang đội tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 12 ạ. Sa răng chá sa ra tu nát tòa a sa răng chá a sa ra tu tê sa răng a thí gác chăng tí sâm ma sâm cấp bá vô cha ra sa răng chá sa ra tu nát tòa a sa răng chá a sa ra tu sa lăng a thì gắt chẳng tí sấm ma sang cấp mà vô cha ra chân thật biết chân thật không chân biết không chân chứng đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tôn giả Sariputta và tôn giả Mốc Gia-la-na bạch chí Đức Phật rằng mình không thể thuyết phục được du sĩ Sanchaya, nguyên là thầy của mình khi còn tu theo ngoại giáo, để trở về với Phật Pháp. Vì du sĩ Sanchaya quá cố chấp với quan điểm của ông ta và còn nặng lòng với đồ chúng. Nhân sự kiện này, Đức Phật thuyết hai kệ ngôn trên. Dạ, con đã đọc xong ạ. Xin mời vị kế tiếp ạ.
Dạ alo, Nguyên Tịnh có nghe được âm thanh Nhật Bình không Nguyên Tịnh ơi? Dạ cảm ơn Sàng Đông. Dạ mình hôm nay ôn từ câu số 7 đến câu 12. Nguyên Tịnh có nghe được không? Và chọn câu số mấy? Đặt lên trên đạo tràng và Nhật Bình kính mời cầm mic ạ. Dạ mời đạo tràng, vị nào còn có thể ôn bài được thì xin đưa bàn tay của mình lên và có thể chat lên màn hình chọn câu nào ạ. Nguyên Tịnh ơi, Nguyên Tịnh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo, alo. Rồi, Nguyên Tịnh cũng không nghe được, không biết manh thóp mấy hôm nay sao. Dạ, cô Phúc Hạnh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không cô? Cô có thể chọn một bài nào trong từ 7 số 12 không? Cô có thể đưa bàn tay mình lên không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạng Đông ơi, chắc lên thử cơn Nguyên Tịnh có nghe được không Dạng Đông? Cô Phúc Hạnh không biết có nghe được không? Dạ, thấy câu thấy Nguyên Tịnh chọn câu 2 hay là câu 12 không biết nữa. Mà cũng không thấy nhúc nhích luôn. Rồi, Nguyên Tịnh chạy ra rồi. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, Nguyên Tịnh rồi, Nguyên Tịnh vào rồi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không Nguyên Tịnh ơi? Nếu Nguyên Tịnh nghe được âm thanh Nhật Quỳnh thì kính mời chọn từ câu 1 tới câu từ câu 7 tới câu 12 và xin đưa bàn tay lên. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh nhường mic nha.
Tina có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn Nguyên Tịnh. Dạ, Tina ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Bữa nay banh thoát như thế nào? Đạo tràng rất là bị trục trặc. Dạ, bây giờ mời Tina cầm mic và con tri ân sư. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô, tiên nữ, và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu số 8. Dạ. Asupa nupasin liha ram tang in rigye su su sang yut tang phu cha nang hi chắc mắt tan nung sát thần ma rát tha vi li yang tang về nắp hát sa hát tế ma rô vát tu se lang vát pháp ba tang. Ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tinh cần, ma không uy hiếp được, như núi đá trước gió của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Asupanupasin viharantam indriye su susanyantam pojanam hi chamantanyu santhang aram viriyam tangvenam pa sahanti maru vatoselam vapampatam. Dạ, con xin phép được đọc câu chuyện. Dạ, bữa nay con không biết con bị cái gì nữa luôn. Dạ, thưa con xin phép được đọc tiếp câu câu chuyện. Hai anh em ca lát xuất gia theo Phật, người anh chí thành tu tập, vị này thường đến Tha Ma mộ địa tu tập thiền quán. Ngày kia trong lúc quán niệm về một xác chết, tệ giác bừng khởi, chứng quả vô sanh. Còn người em tuy khoác y vàng nhưng lòng trên mãn, không thiết gì đến việc học pháp và hành pháp. Rồi một lần tăng đoàn theo Phật về cổ hương của hai huynh đệ Ca Lát, những người vợ cũ của vị sư để bài kế níu kéo chồng trở về đời cư sĩ, và họ thành công. Những người vợ xưa của vị sư huynh thấy thế cũng bắt họ sắp xếp mời thỉnh Phật và chư tăng về nhà thọ trai, rồi xin cho vị tôn giả Ca La ở lại tụng kinh chúc phúc. Đức Phật hứa khả trong sự lo ngại của các tỳ khu khác. Khi những người vợ cũ vây quanh tịnh lôi kéo tôn giả Ca La, thì Ngài dùng thần thông bay lên hư không trở về tịnh xá. Đức Thế Tôn khi nói về việc này, Ngài dạy rằng một bậc tu trì như thế đối với sự chi phối trong đời giống như núi đá trước cuồng phong. Dạ, ông kính tri ân quý sư và quý đạo với cô tu nữ và đạo tràng, con kính mời được kế tiếp. Dạ, sa thú kính cảm ơn Sít Thi Na. Thật sự hôm nay quý vị và đạo tràng rất là khó khăn. Dạ, Nguyên Tịnh thì cũng bị phân tâm dễ mái nên là Nguyên Tịnh từ chối. Dạ, bây giờ con thấy còn được 6 phút, con cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi đúc kết chương trình ôn bài hôm nay. Bạch sư, dạ con kính nhân mít đến sư. Nam mô Bích Tha. Dạ.
Dạ, Nam Mô Bố Thầy. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh không ạ? Dạ, sa thú, sa thú. Ngày hôm nay nói chung là có một ít trục trặc về đường truyền. Tình đàn cũng theo dõi nhưng mà nó cũng bị giảm, bị gián đoạn một chút xíu. Tuy vậy mà tình đàn cũng xin được tỏ cái lời sa thú với cái nhiệt tâm học ôn tập cuối tuần của các vị. Mặc dù là đường truyền có cái sự trục trặc, đó là cái mà mình không có mong muốn, không có chủ làm chủ được. Tuy nhiên các vị cũng rất là nhiệt tâm để mà tham gia đầy đủ cho đến giờ phút cuối cùng của lớp học, được lớp học được hoàn thành một cách tốt đẹp. Nên đó là một cái sự rất là phấn khởi, bởi vì tất cả các chúng ta ở đây, chúng ta tham gia lớp học, chúng ta tham gia vào các cái buổi học đầy đủ, tham gia xung phong giơ tay để mà bài, thì tất cả những việc làm đó là đóng góp cho cái việc duy trì Phật Pháp, và trước mắt đó là duy trì cái sinh hoạt của Diễn đàn Pháp Cú Kinh. Một lần nữa tình đại xin tán thán và tỏ lời hoan hỷ sa thú lành thai. Và buổi học ôn tập cuối tuần chúng ta đến đây đã hết giờ. Kính mong phần phước phát sanh cho buổi học Phật Pháp ôn tập ngày hôm nay, kính dâng đến chư thiên, chư thần hộ pháp. Xin các ngài hoan hỷ thọ nhận và hộ trì cho toàn thể chư Phật tử luôn luôn được sự bình an, tấn hóa. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sằng Khả Giá. Nhà kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn ạ. Dạ, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã hướng dẫn ôn bài ngày hôm nay cho chúng con, để cho chúng con nhớ bài. Và chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Và con kính thỉnh thường tọa minh hạnh phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dân mít đính sư. บวชตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเดวะทัสสะปะบุตรนะภาเวนะสะดาสะทีภวันตุเตบวชตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเดวะทัสสะปะสังฆานุภาเวนะสะดาสะทีภวันตุเตบวชตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเดวะทัสสะปะสังฆานุภาเวนะสะดาสะทีภวันตุเต Tất cả phương ơn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo Pháp, do nhà quay đức của chư Tăng, có sự tỉnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quá của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thường tọa minh hạnh đại đức Minh Đạt, đại đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và ôn bài. Và chúng con kính tri ân chư đại đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đê quá ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin A tham ma da de na pa wan tu vu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang da le thề ra cha mát cha na wa ca cha vit ca yu vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha is sa ra sa pa Na bu ta su khi ta pa wan tu te cha la bu cha ye pi cha na sam ba wa sam se da cha ta a tha vo pa pa ti ca
ni ya ni căng tham ma wa răng ba tiếp cha tề sắp về pi đúc kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bút ga la sang khô hồ tu sa mắc khô hồ wa a tha ya cha hi ta ya cha âm hê rát khan sắc tham mô sắp bê pi tham ma cha ri nô vút thêm sâm pa phu ni ya ma tham ma ri ya ba quê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cấm dân xin xuống mít.